chỉ đạo điều tra vụ mẹ ruột cùng người tình hành hung con trai. Xe điên tông loạt xe máy chờ đèn đỏ, hai người tử vong. Nghi phạm lẻn vào nhà, giở trò với bé gái sinh năm 2014. Gần 130 công nhân Hải Phòng nhập viện nghi ngộ độc, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Hạ Long xử lý vi phạm biểu diễn nhạy cảm tại bãi biển. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Nhân lúc mọi người vắng nhà, đối tượng Nguyễn An Bình, 48 tuổi, có 8 tiền án với nhiều tội danh, đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi đê hèn với cháu bé chỉ đáng tuổi con. Sau đó, y còn lấy đi nhiều tài sản có giá trị rồi bỏ trốn. Tối ngày 27 tháng 6, Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước cho biết đã bắt giữ Nguyễn An Bình, 48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước để điều tra về hai hành vi. Bình là nghi phạm trong vụ bé gái sinh năm 2014 bị ép quan hệ khi nằm ngủ trong nhà. Sau 2 tuần truy xét, Công an phát hiện Bình lẩn trốn tại khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước nên tiến hành vây bắt. Công an cho biết Bình đã có 8 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tiên Phong đã đưa tin, sáng 14 tháng 6, khi cha mẹ đi làm, bé DNV ngụ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nằm ngủ cùng em trong nhà. Sau khi cha mẹ đi làm về, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường nên hỏi thì bé cho biết, trong lúc bố mẹ vắng nhà đã bị một người đàn ông ép phải quan hệ khi đang nằm ngủ. Khi người đàn ông thực hiện hành vi đổi bại xong đã lấy đi chiếc điện thoại và một xe máy rồi tẩu thoát. Người thân bé gái sau đó đã trình báo đến cơ quan công an. Thưa quý vị, vẫn có câu, hồ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng câu nói trên không phải lúc nào cũng đúng, giống như trong sự việc xảy ra ở Phú Thọ dưới đây. Chỉ vì con trai vô ý làm bẩn sàn nhà mà mẹ ruột cùng người tình đã ra tay hành hung cháu bé dã man. Ngày 27 tháng 6, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an thành phố Việt Trì khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến cháu CSNM, sinh năm 2013, ở phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, nghi bị mẹ ruột và người tình gây thương tích. Trước đó, Công an phường Minh Phương, thành phố Việt Trì tiếp nhận thông tin của người dân cung cấp về việc cháu M, nghi bị mẹ ruột và người đàn ông tên H, bạn trai của chị N, dùng dây điện hành hung. Công an phường Minh Phương đã phối hợp với người dân đưa cháu M đến bệnh viện đa khoa điều trị, đồng thời yêu cầu N và H đến làm việc. Vụ việc sau đó đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khẩn trương triệu tập các đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo trưởng Công an thành phố Việt Trì khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm để răn đe, phòng ngừa tội phạm, không để dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu. Một chiếc xe điên đã tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến hai người tử vong và nhiều người khác bị thương. Trước đó vào khoảng 21 giờ 15 phút, xe 4 chỗ màu trắng do người phụ nữ cầm lái chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng sang đường Lê Quý Đôn. Khi đi đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, đoạn thi điểm phường 4, chiếc xe này gây tai nạn với một nhân viên vệ sinh, sau đó tiếp tục lao về phía trước, hướng ra khu vực bãi trước. Tài xế không dừng lại mà lưu thông với tốc độ cao, tiếp tục tông trúng người thứ hai. Khi đi đến đèn đỏ, giao với đường 3 triệu Lê Quý Đôn, thì xe tông một lượt ba xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại trước số nhà 38 Lê Quý Đôn phường 1 khi tông vào trụ đèn ven đường, kéo theo một xe máy. Hậu quả làm hai người tử vong tại chỗ, ba người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện trường hỗn loạn, nhiều xe máy ngổn ngang. Theo đó, người điều khiển ô tô 4 chỗ là chị Trần Thị Thu Tê, trú ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Hiện chị Tê đang bị giam giữ tại Công an phường 4, thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Chỉ chưa đầy 12 tiếng kể từ sau bữa trưa kinh hoàng, gần 130 công nhân thuộc công ty đóng tàu Sông Cấm, Hải Phòng đã phải nhập viện do nghi ngộ độc. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã ra chỉ đạo khẩn yêu cầu đình chỉ bếp ăn để phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào ngày 27 tháng 6, sau bữa ăn trưa tại công ty cổ phần đóng tàu Sông Gấm, huyện An Dương, Hải Phòng, nhiều công nhân có biểu hiện mẩn ngứa, mặt đỏ, không bị nôn, không đi ngoài. Đến 12 giờ 22 phút, khoảng 100 người mẩn đỏ vùng mặt.
người, đau đầu, một số ít trường hợp buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài. Thống kê đến 16 giờ, có 127 công nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế và Trung tâm Y tế huyện An Dương, Hải Phòng để điều trị và theo dõi sức khỏe. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 69 người, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 30 người, Trung tâm Y tế huyện An Dương 28 người. Tại Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, có 51 công nhân triệu chứng nhẹ, mẩn ngứa, đỏ mặt, đau đầu nhẹ, được nằm theo dõi tại công ty. Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, số suất ăn là 795 suất với các món thịt gà kho, lạc trao sầu, cá biển kho, chả lá lốt, bì xanh luộc, canh rau ngót, cơm, dưa hấu tráng miệng và chia làm hai thực đơn. Trong đó 400 suất với thực đơn là cá thu kho, chả lá lốt, bí xanh, canh rau ngót, cơm, dưa hấu. Số suất ăn còn lại với thực đơn thịt gà kho, lạc, bí xanh, canh rau ngót, dưa hấu. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Thành Hưng, địa chỉ ở xã Đặng Cương, huyện An Dương là đơn vị cung cấp bữa ăn. Đây là doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Theo điều tra, báo cáo nhanh của Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, chủ yếu các công nhân có triệu chứng đều dùng thực đơn ăn có món cá biển kho, sức khỏe các công nhân đang dần ổn định. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Phòng đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể nhà máy Đóng tàu Sông Cấm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định. Thưa quý vị, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một video với nội dung một nam thanh niên cởi trần nhảy múa trước một cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Đáng nói hơn, người này thản nhiên để nhiều phụ nữ đi tới chạm vào vị trí nhạy cảm và còn cười đùa vui vẻ với hành động đó. Sau khi lan truyền, video đã nhận về nhiều ý kiến phê phán, hầu hết cho rằng các hành động như vậy là phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục. Qua xác minh, Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết đây là clip ghi lại chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 25 tháng 6 tại địa điểm kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà hát Đại Dương CPE Beautiful có nội dung nhạy cảm và không đúng chuẩn mực đạo đức, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì họp đánh giá chương trình nghệ thuật trên nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, tốc độ lan truyền clip trên không gian mạng nhanh, nhiều bình luận không tích cực đã làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh văn hóa, du lịch của thành phố. Do đó, Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo, đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý biểu diễn nghệ thuật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà hát Đại Dương CBI khi để xảy ra những hành vi nhạy cảm không đúng chuẩn mực đạo đức, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long. Xác minh thông tin người đăng tải video lên mạng xã hội, người tham gia trong video, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các hành vi được ghi lại trong video. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với các thông tin đáng chú ý khác.